thành viên Big Bang đến Việt Nam biểu diễn. Tae Young biểu diễn tại lễ hội âm nhạc ở Hội An vào giữa tháng 6. Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, sự kiện còn có sự tham gia của aespa, Sermi. Ngày 23 tháng 5, đại diện của Sin Festival xác nhận Tae Young tham gia sự kiện diễn ra ngày 17 tháng 6. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Sin Festival được tổ chức trong hai ngày 17 và 18 phần 6 tại Hội An có dàn ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc như BoA, Tae Young, KRD, aespa, Sermi. Tuy nhiên, đến hiện tại, Tae Young là cái tên duy nhất được ban tổ chức xác nhận. Thông tin trên lập tức được khán giả Việt hưởng ứng bởi Tae Young là thành viên nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc Big Bang. Big Bang ra mắt với 5 thành viên top: Tae Young, Daesung, G-Dragon và Sungri. Bỏ qua những ồn ào, Big Bang có công lớn đưa pop vươn ra thị trường quốc tế. Big Bang dẫn đầu trong dòng nhạc hip hop và đưa nó trở thành thể loại được ưa chuộng ở pop suốt thời gian dài. Trong nhóm, Tae Young sinh năm 1988 đảm nhận vai trò giọng ca kiêm vũ công chính. Ngoài hoạt động nhóm, Tae Young còn hợp tác với G-Dragon trong một số dự án và phát triển sự nghiệp solo. Tháng 12 năm 2022, Tae Young ký hợp đồng độc quyền với công ty con của YG Entertainment là The Black Label. Tháng 1 năm 2023, nam ca sĩ phát hành đĩa đơn mang tên Vibe có sự tham gia của Jimin BTS. Tới 25 phần 4, Tae Young phát hành đĩa đơn Sit và ca khúc Song có sự góp mặt của Lisa Blackpink. Ngoài Tae Young, những ca sĩ khác được đồn đoán đến Hội An vào tháng 6 như aespa, BoA, Sermi đều là tên tuổi lớn tại Hàn Quốc. Đặc biệt, aespa đang có ca khúc Spicy đứng đầu bảng xếp hạng Melon, trang nghe nhạc chiếm thị phần lớn nhất Hàn Quốc. Ngoài sự kiện kể trên, nam diễn viên Lee Jong-suk mới đây cũng thông báo tổ chức fan meeting tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 10.